Xin chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn những con cá bảy màu ha. Những con này thì hơn một tuần tuổi. Đấy. Rất là nhiều, nó đẻ một lần đó. Mình đẻ từ những con cá mẹ nó bự á, cá lớn á, cá bảy màu full red loại lớn thì một lần nó đẻ. Hôm nay là hai con nó đẻ, thì hiện tại nó được hơn một tuần tuổi thì nó cũng to rồi đó. Như cái này mình vẫn chưa nó cho nó ra ngoài, nó tầm là khoảng hai tuần nữa thì mình cái cho nó ra ngoài hồ lớn ha. Hiện tại thì nó vẫn ở trong một cái hồ từ lúc mà nó đẻ ra, từ lúc mà nó được đẻ ra từ những cá mẹ. Thì cái hồ này thì dành cho những con cá con nè. Ở đây nó có những cái rãnh nhỏ đây nè để nước nó lưu thông vô thôi ha. Và đây là nó vẫn nằm ở trong đây. Ở trong đây thì nó rất là nhiều. Còn ở ngoài này thì những cái con cá lớn mình để ra ngoài này. Đấy. Những cá bảy màu full red đó ha. Đấy. Nên những con cá con thì vẫn ở trong cái hồ nhỏ như này. Thì cái hồ này thì mình nuôi những con cá con ha. Nó tiện cái là những cái rãnh nhỏ nó không có, những con cá con nó không có chui ra được. Nó giống như nó ngăn cách biệt ra. Rồi. Và nó những con cá lớn nó không có nhảy, nó không vô trong đó được. Thỉnh thoảng nó có thể là nó nhảy vô trong đó đó, nên là mình phải có cái nắp riêng. Đây là một trong những cái, đây là cái nắp này, là cái nắp của cái hồ đó nè. Đấy, đây đây, đấy, cái nắp này là nắp của cái hồ này. Nhưng mà giờ mình có cái hồ này để mình đang che lại những cái con cá nó đẻ đó, nó chuẩn bị đẻ đó, nên mình để cái hồ riêng như này. Đấy, mình có một cái hồ riêng như này để những cá đẻ, cá nó chuẩn bị nó đẻ, nên là mình lấy cái nắp đỡ này thôi để mình che ra, để làm sao cho những con cá con, những con cá to ngoài nó không có nhảy vô trong đây ha. Tại vì nó mà nhảy vô trong đây nó ăn hết những con cá con rồi. Đấy. Mình chỉ có sợ nó từ ngoài nó nhảy vô thôi, những con cá bự ấy. Thì mình để trong đây thì nó rất là an toàn ha. Mỗi lần mình cho nó ăn thì bằng cái máy tự động ấy, thì mình không thể cho nó ăn được. Đây là cái, đây nó có cái máy này, nó hẹn giờ để cho nó ăn nè, nhưng mà mình không có để ngay chỗ góc của nó nữa, nên là mình phải cho nó ăn bằng tay mỗi lần thôi, phải cho nó ăn tay. Khi mà nó tầm khoảng 2 tuần nữa nó lớn nhỡ nhỡ rồi đó, cho nó ra tầm khoảng một tháng thì thêm tầm khoảng 2 tuần nữa. Giờ hiện tại nó gần 2 tuần rồi, thì tầm khoảng đến hơn 2 tuần nữa thì cho nó khoảng một tháng thì mình nó to rồi đó, thì nó có thể nó ra ngoài được, nó không bị những con cá lớn ăn ha. Những con cá lớn ở ngoài nó to, nhiều khi nó mà nó có đói đấy. Đây đây là cái đây thức ăn đó. Đấy. Thức ăn này nó dạng là dạng cám á, dạng mảnh, dạng cám á, là mình nó rất là dễ ăn ha. Còn cái này thì mình mua ở ngoài tiệm shop ở Trăm Yên nó cũng bán, dành cho riêng những con cá guppy á, những con cá bảy màu. Đấy. Thức ăn những con cá bảy màu thì nói chung là nó không có mùi
nó không có mùi, nó không có nồng. Những con cá loại khác thì nó có mùi nó nồng hơn ha. Đây, trong cái đây là một con hồ cá con, ở trong này chắc nhiều lắm á, chắc mình không thể đếm xuể. Nó chắc không phải tầm 5-60 con á. Nó tầm một tháng nữa, tầm 2 tuần nữa mà nó to ra đó, thì nhìn cái hồ nó kín luôn á. Nhìn cái hồ nó giống như là nó, khi nó càng lớn lên á, thì cái hồ nó giống như nó nhỏ lại. Đây là một con cá mình vừa vớt nó ra nè. Đấy, bữa là nó không hiểu sao nó ở đâu ra, nó con nào nó xanh nó lại nhỏ lắm. Rồi mình vớt nó ra. Nó to tầm đó thì mình vớt ra được. Rồi. Còn những con cá này thì mới gần 2 tuần tuổi, nó vẫn còn nhỏ lắm. Những con cá này thì những con cá bảy màu full red này á, thì lúc mình còn nhỏ như này á, thì mình không có nhận biết nó được những con là con trống con mái đâu. Nó nhỏ như này đấy, nó chưa có lên màu ha. Tầm khoảng nó phải to như này đấy thì nó có lên màu đấy. Mấy con này nó lên màu như này thì mình biết con nào con trống, con nào con mái nè ha, là mình nhìn là mình biết liền. Con trống của nó là cái màu của nó đỏ toàn thân luôn. Còn những con cá mái á, thì nó đỏ phần đuôi với là một cái phần vây ở trên sống lưng của nó. Còn hầu như là cái bụng, cái thân bụng của nó là hình như là nó không có màu. Đặc biệt là con cá mái ha. Còn cá trống thì nó màu toàn thân. Nó nhìn vô là mình biết à. Những con cá trống thì cái mã của nó giống, nó đẹp hơn, nó giống như gà trống vậy, thì cái mã nó cũng rất là đẹp hơn, màu sắc nó sặc sỡ hơn. Mà thường nhìn nó nhỏ con hơn, nó nhỏ hơn những con cá mái ha, cùng loại cùng đợt á, thì những con cá trống thì nhìn nó thon nó dẹp hơn ha. Mà cái đuôi của nó thì nó dài. Còn cá mái thì cái bụng lúc nào nó cũng to, giống như là nó có cái buồng trứng. Còn những con cá trống thì nhìn nó, cái mã của nó nhìn rất là đẹp, nó đỏ hơn toàn thân, nhìn rất là đẹp. Này là cái bảy màu này là full red ấy, nên là nó toàn là màu đỏ. Có những cái loại màu khác á, bảy màu là dạng là những cái màu mà màu vàng ha, màu gold á, thì nó nhìn nó cũng óng ánh. Nếu cái vàng của nó này nó nhìn là óng ánh hơn, nó vàng, nhìn nó chói sáng hơn. Nhìn con trống nó rất là đẹp á. Con trống nhìn là cái mã của nó, cái đuôi của nó nhìn rất là đẹp, nó bơi rồi. Những con nào mà nó thon người á, mà cái đuôi của nó dài á, thì nhìn rất là đẹp. Có những loại cá beta á, nó cũng những cái loại đá cá beta thì cái đuôi nó đẹp á. Thì những con cá trống này thì nhìn nó cũng, cái đuôi của nó, cái phần đuôi của nó đẹp. Đuôi nhiều con nó dài, còn nhiều con thì mình thấy cũng loại bình thường, nó không có to, nó không có dài. Như cái con này mình thấy nó nhiều con, như con này mình thấy cũng có một số con thì cái đuôi nó ngắn đấy, như con này cái đuôi nó ngắn thôi đấy. Đấy. Còn đây này, còn nhiều con thì cái đuôi nó dài. Nhìn bề ngang á, nhìn ở ngang cái hồ á, thì nhìn nó mới rõ đẹp hơn. Có như vậy. Còn cái này là mình quay từ trên quay xuống thì mình nhìn thấy không có được lắm, đẹp lắm. Đây là những con cá bảy màu. Con thì khi mà nó đẻ mà nó nhiều như này rồi á, thì chắc là mình phải chia bớt ra cái hồ khác.
không thì nó kín kín dần dần thì nó sẽ kín cái hồ như này. Đây là một số hình ảnh mình chia sẻ cho các bạn về những con cá bảy màu full fresh hiện tại của mình ha. Đây là những con cá bảy màu mình cập nhật cho mọi người xem. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái clip này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những cái clip tiếp theo về những cá cảnh thủy sinh. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.